Không phải kiến thức nào cũng khô khan và không phải nghiên cứu nào cũng nhàm chán. Chúng tôi sẽ cho các bạn thấy rằng những sự thật, những tri thức cao siêu nhất của nền văn minh nhân loại có thể hài hước và ngớ ngẩn thế nào. Chào mừng các bạn đã đến với Bộ Não. Pháo, hai nòng. Nghe rất là ngầu đúng không? Trong lịch sử đánh đít nhau của nhân loại, chúng ta có rất nhiều loại súng hai nòng, súng ngắn hai nòng này, shotgun hai nòng này. Nhưng không có loại súng nào oách hơn là súng thần công hai nòng. Nó được thiết kế bởi John Gilliland, một người lính Liên minh miền Nam vào mùa xuân năm 1862 giữa cuộc nội chiến Mỹ. Ông khi này đã 53 tuổi nhưng vẫn muốn phục vụ cho quân đội, nên đã gây quỹ để có thể chế tạo nên một khẩu đại bác có 102. John đã nhận được $350 và như vậy là quá đủ. Ông thiết kế ra một khẩu pháo hai nòng. Nó có chiều dài 1,4m, chiều rộng 0,3m với hai nòng súng 76mm, chênh nhau 3 độ. Ý định của Gilliland là để khẩu pháo bắn đạn xích. Hai quả đạn pháo nặng 2,7kg được nối với nhau bằng dây xích dài 3m. Việc để hai nòng súng cách nhau 3 độ chứ không song song là để đảm bảo rằng khi bắn, quả đạn sẽ càng ngày càng kéo ngang, khiến dây xích được kéo dài hẳn ra khi lao về phía mục tiêu. Cứ tưởng tượng nó như một cái lưỡi hái dài 3m và nó đang bay thẳng về phía bạn và đồng đội ấy. Chỉ trong tích tắc, chiều cao của bạn sẽ giảm đi một nửa. Về lý thuyết là vậy, nhưng trước khi cho nó ra trận địa, John phải thử nghiệm đã. Vào ngày 22 tháng 4 năm 1862, ông mang khẩu pháo mới toanh của mình đến phía bắc của Athens tại một cánh đồng rộng mênh mông. Một vài người đã tụ tập để xem thứ vũ khí của tương lai này sẽ hoạt động thế nào. Và đây là lúc mà mọi chuyện đi hơi sai. Trong lần thử đầu tiên, hai nòng súng không nổ đồng thời khiến hai quả đạn bay ra không cùng lúc, gây nên sự bất ổn định. Nó xoay mòng khắp cả cánh đồng, nhưng lại không hề trúng bất cứ một mục tiêu nào được đặt sẵn cả. Có người chứng kiến đã kể lại rằng, nó bay thành hình vòng cung, sới tung cả một mẫu đất, xé nát một cánh đồng ngô, đốn hạ cây non, rồi sau đó dây xích bị đứt, làm hai quả đạn pháo bay theo hai hướng khác nhau luôn. Không bỏ cuộc, John thử lại lần nữa. Lần này ông đã cố gắng làm sao cho hai nòng súng có thể khai hỏa đồng thời. Nhưng mà kể cả vậy thì tình hình cũng không khá khẩm hơn là bao. Đợt nổ súng này cũng lại không trúng một mục tiêu nào cả, mà thay vào đó, đạn bay thẳng vào một cái cây thông, biến cái cây trở thành thương binh. Và thậm chí được kể lại là cái cây trông như vừa bị một cơn lốc xoáy quét qua, hoặc là bị một cái máy cắt cỏ khổng lồ lia vào vậy. John vẫn quyết tâm và tiếp tục thử lần 3, nhưng mà không ngoài dự đoán, nó cũng thất bại như hai lần trước. Một lần nữa, dây xích lại bị đứt và hai quả pháo bay theo hai hướng khác nhau. Lần này thì một quả bay vào cabin gần đó và quấn cả cái ống khói đi mất. Quả còn lại thì bay vào một con bò tội nghiệp xui xẻo đứng gần, khiến con bò chết ngay lập tức. Xét về phương diện kỹ thuật thì khẩu pháo này hoàn toàn vô dụng, nhưng mà nếu xét về mặt phá hủy những thứ vô hại thì có lẽ nó đã thành công ngoài mong đợi. Việc không thể đảm bảo hai nòng súng sẽ khai hỏa cùng lúc sẽ khiến pháo binh không biết đạn sẽ bay đi đâu, và kể cả khi nó có khai hỏa cùng lúc thì dây xích của hai quả pháo cũng sẽ luôn bị đứt, khiến cho mục đích ban đầu của nó là tạo thành một lưỡi kiếm dài cắt xoẹt qua quân địch cũng không bao giờ có thể thành công. Dù vậy, John vẫn tuyên bố rằng cuộc bắn thử không hề thất bại. Khẩu pháo sau đó được gửi đến kho vũ khí của quân miền Nam ở Georgia để thử nghiệm thêm. Chỉ huy ở đó, đại tá George W. Rains đã cho bắn thử nhiều lần. Và tất nhiên, người chuyên nghiệp thì sẽ có tiêu chuẩn cao hơn. Trong bài báo cáo, vị đại tá đã nói rằng thuốc súng ở hai nòng cháy ở mức khó đoán trước, đồng thời nòng súng cũng quá nhỏ, khiến cho đạn gặp ma sát lớn khi bắn ra. Tất cả đều khiến cho khẩu pháo này không có hiệu quả khi ra chiến trường. Vì thế, nó đã bị gửi lại về Athens. Phải nghe những lời phàn nàn về khẩu pháo siêu đẳng của mình khiến cho John không hề dễ chịu chút nào. Ông tức giận, viết thư gửi cho thống đốc Georgia và chính phủ Liên minh miền Nam ở Richmond, nhưng không thu được kết quả gì cả. Những tưởng pháo hai nòng sẽ nằm yên vị đâu đó trong nhà kho của John cho đến hết phần đời của nó. Nhưng mà không, nó đã được làm điều mà nó sinh ra để làm. Đó chính là tham chiến. Đầu tiên, khẩu pháo được đặt ở trước tòa thị chính để làm súng phát tín hiệu trong trường hợp bị tấn công. Không còn bắn những quả pháo với xích như trước, mà nó không bắn gì luôn. Nổ một cái để cho quân lính biết là phải sẵn sàng chiến đấu mà thôi. Hai năm sau, nó được mang ra khỏi thị trấn và đưa đến một ngọn đồi để giao chiến với quân liên bang miền Bắc. Khẩu pháo hai nòng được bố trí trên một sườn đồi cùng với vài khẩu pháo khác. Cả hai nòng đều được nạp đạn thường, không có dây xích nối với nhau. Về cơ bản thì nó sẽ có sức công phá gấp đôi. Tại sao ban đầu John không nghĩ đến việc này nhỉ? Quay lại vấn đề, số quân miền Bắc đông áp đảo. Tuy vậy, quân bảo vệ Athens cùng với chiếc pháo hai nòng đã chống trả quyết liệt. Trước sự kháng cự gay gắt như vậy, quân đội liên bang miền Bắc đã rút lui.
Sau đó có thêm một số cuộc giao tranh nhỏ khác, nhưng nhìn chung thì thành phố được bảo vệ an toàn và khẩu pháo quay về vị trí cũ của nó là ở trước tòa thị chính. Một năm sau, nội chiến Hoa Kỳ kết thúc, khẩu pháo khi này đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngày nay nó vẫn nằm ở vị trí trước tòa thị chính quen thuộc ở góc đường Hancock và College Avenue. Còn nòng súng thì luôn trong tư thế sẵn sàng, luôn luôn chĩa về phía bắc để phóng ngừa thôi mà. Một ngày đẹp trời tại Alamogordo, New Mexico, mặt đất bất chợt rung chuyển, một tia sáng rực rỡ bao trùm không gian và thế giới mãi mãi thay đổi từ đó. Tận thế đã đến ư? Không, tệ hơn thế, con người đã thử nghiệm thành công bom nguyên tử. Vụ thử bom này có mật danh là Trinity, được tiến hành vào rạng sáng ngày 16 tháng 7 năm 1945. Đây là vụ thử vũ khí nguyên tử quy mô lớn đầu tiên trong lịch sử. Chỉ 3 tuần sau, Nhật Bản đã được kiểm chứng sức công phá lớn khủng khiếp của nó tại Hiroshima và Nagasaki. Nhưng câu chuyện chính của chúng ta lại ở đây cơ, tại trụ sở chính của hãng Eastman Kodak tại New York. Cái hãng mà làm máy ảnh và phim ý, có một loạt các đơn khiếu nại được gửi đến từ doanh nghiệp đã mua phim X-quang từ công ty này. Các đốm đen xuất hiện trên tấm phim như là sương mù vậy, khiến phim không thể sử dụng được. Điều này đã khiến các nhân viên tại Kodak rất bối rối và cố tìm nguyên nhân cho hiện tượng này. Julian H. Webb, một nhà vật lý trong bộ phận nghiên cứu của Kodak, đã tự mình đào sâu hơn. Phim X-quang có độ nhạy cao hơn nhiều so với phim chụp ảnh thông thường và có thể bị hỏng do bụi bẩn, cháy xước và thậm chí là do tiếp xúc với ánh sáng ở mức tối thiểu. Việc đóng gói và bảo vệ thích hợp là điều cần thiết để đảm bảo phim được an toàn từ khâu sản xuất cho đến khi vận chuyển tới khách hàng. Webb phát hiện ra rằng giấy và bìa cứng được sử dụng để đóng gói phim thường được tận dụng từ các nhà máy sản xuất thời chiến, nơi cũng tạo ra các sản phẩm chứa radium, một nguyên tố phóng xạ tự nhiên. Nó cũng là thứ có thể gây ra các đốm hoặc sương mù khi tiếp xúc nhiều với các loại phim nhạy cảm, điển hình là phim X-quang. Một trong số những nhà máy này nằm dọc theo sông Wabash ở Indiana. Khi mà Webb tới và điều tra, ông phát hiện ra một điều đáng báo động rằng các tấm giấy gói phim không hề chứa radium, mà một loại phóng xạ mới chưa từng gặp cho đến nay. Nó là tàn dư từ cuộc thử nghiệm Trinity thuộc dự án Manhattan. Vào 5 giờ 30 phút sáng tại một sa mạc nóng nực, quả bom phát nổ và giải phóng 18,6 kN sức mạnh không tưởng. Trong một phần tỷ giây, một quả cầu lửa màu cam chạm tới bầu trời. Theo sau là một cái cột nhanh chóng biến thành đám mây hình nấm biểu tượng. Cuộc thử nghiệm đã thành công rực rỡ, ít nhất là trong mắt những người hy vọng nó sẽ được sử dụng như một loại vũ khí. Các báo cáo cho biết, quả cầu lửa có thể được nhìn thấy từ khoảng cách xa tầm 450 km và âm thanh từ vụ thử nghiệm là rất lớn. Tuy nhiên, chính phủ đã lấp liếm và bịa ra rằng một vụ tai nạn đã diễn ra khiến kho bom TNT gần đó phát nổ. Không một ai được biết là Mỹ đang thử nghiệm bom hạt nhân. Đây là một trong những dự án bí mật nhất trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng mà xui xẻo cho Hoa Kỳ là khi này, Webb đang điều tra về các tấm phim hỏng của Kodak. Các dấu sưng mù trên tấm phim bị hỏng cho phép Webb ước tính chu kỳ bán rã của chất phóng xạ nhân tạo mà ông tìm kiếm là khoảng 30 ngày. Kết quả này tương ứng với một chất mà sau này được xác định là Ceri 141, một trong những sản phẩm phân hạch mạnh hơn từ bom nguyên tử. Chỉ từ mấy tấm phim bị lỗi, Webb, một nhân viên của công ty máy ảnh, đã phát hiện ra sự tồn tại của một chất phóng xạ nhân tạo mới. Dù vậy, ông rất giữ mồm giữ miệng. Chỉ sau khi chiến tranh kết thúc, ông mới viết trong báo cáo của mình: lời giải thích hợp lý nhất về nguồn gốc của chất gây ô nhiễm phóng xạ này dường như là do gió thổi các sản phẩm phân hạch phóng xạ có nguồn gốc từ một vụ nổ bom nguyên tử ở New Mexico vào ngày 16 tháng 7 năm 1945. Báo cáo này đã giúp Kodak đe dọa kiện chính phủ Hoa Kỳ. Không không, không phải kiện vì sự nguy hiểm của bụi phóng xạ có thể bay đến khu dân cư, mà kiện vì việc thử hạt nhân có thể gây thiệt hại tới sản phẩm của họ. Well, chào mừng đã đến với chủ nghĩa tư bản. Vì thế cho nên chính phủ đã thỏa hiệp, ký một thỏa thuận là sẽ cung cấp cho Kodak lịch trình và bản đồ của các cuộc thử nghiệm trong tương lai để họ có biện pháp bảo vệ các sản phẩm của mình. Đổi lại, Kodak cũng phải giữ bí mật với công chúng. Sau này thì chính phủ cũng đã ký thỏa thuận này với tất cả các hãng sản xuất phim máy ảnh khác luôn. Nhiều năm sau, khi mà sự việc đã được đưa ra ánh sáng, nhiều người cho rằng Kodak đã có lỗi vì giữ bí mật. Do thời điểm Mỹ liên tục thử hạt nhân, nhiều người dân đã tử vong và có di chứng nặng nề do vô tình nhiễm phóng xạ. Kodak đã có thể cảnh báo mọi người, nhưng mà họ không làm. Dù vậy, số khác thì tập trung sự chỉ trích vào chính phủ hơn, vì họ mới là người ra lệnh giữ bí mật mà. Có lỗi hay không, đó là suy nghĩ của mỗi người. Mình thì chỉ thấy khâm phục Julian Webb, một người duy nhất lại có thể điều tra ra sự tồn tại của dự án hạt nhân bí mật nhất nước Mỹ mà thôi.
Nhìn hai con kỳ đà này đi, bọn nó đang ôm nhau đúng không? Rất là thắm thiết và tình cảm hết. Thực ra bọn nó đang đánh nhau đấy, không chắc chắn không phải là giáo phối đâu. Đây là một cặp kỳ đà hoa, hay tên khoa học là Varanus Salvator, và bọn chúng đang vật lộn với nhau, mỗi con cố gắng đẩy con kia xuống đất. Có khá nhiều hình ảnh về hai con kỳ đà ôm nhau như tri kỷ, trong khi thực chất là đang đánh nhau, lan truyền khắp Internet, trong đó có video này. Khởi đầu của cuộc ẩu đả thì trông tình cảm là vậy, nhưng mà kết cục thì khá là ghê. Bọn kỳ đà này có thói quen ăn xác chết, cho nên kẻ thua cuộc sẽ bị ăn. Và đôi khi nếu không tìm được đối thủ cùng loài thì chúng sẽ đi ăn xác chết của loài khác. Hồi năm 2021 thì có một cặp kỳ đà ôm nhau tại công viên Ulu Padang Connector ở Clementi, Singapore. Cảnh này đã được chụp lại và đưa lên Facebook Động vật Hoang dã Singapore vào ngày 15 tháng 4. Nhiều người lầm tưởng rằng chúng đang âu yếm nhau nên đã cố gắng theo dõi câu chuyện, nhưng mà hóa ra chúng đang đánh nhau để ăn con thua cuộc. Sau khi thắng bại đã được quyết định, những con kỳ đà đứng xung quanh hóng chuyện nãy giờ cũng nhảy vào giành ăn luôn. Câu chuyện ăn thịt đồng loại này khá là ăn mộng, nhưng cũng phải thừa nhận rằng nhìn bọn này ôm nhau cũng khá là giải trí. Hoặc là không giải trí lắm khi mà chúng thường kiên trì trong việc vật đối thủ, có thể đứng hàng chục phút để vật nhau, đôi khi ra giữa đường đấu tay bo khiến giao thông ùn ứ. Một đoạn video từ Thái Lan hồi năm 2022 cho thấy màn vật lộn giữa đường của hai con kỳ đà. Ban đầu chúng gây ấn tượng với các tài xế như kiểu bạn trai và bạn gái ôm nhau, nhưng mà thực chất chúng đang giành lãnh thổ. Không ai có thể ngăn cản con kỳ đà này, khiến giao thông bị tắc nghẽn trong khoảng 30 phút. Thì khác gì các màn tỉ thí ở đường phố Việt Nam đâu đúng không? Và bây giờ sẽ là thời lượng của một số sự thật nhỏ nhỏ cho các bạn tráng miệng ở cuối video. Donut vuông chiếm không gian tương đương với donut tròn, nhưng lại có nhiều hơn 27% số bánh. Kiến thức vô dụng này đã được tiếp thu. Đây là một cái bẫy chuột vào thế kỷ thứ 19. Năm 1882, bằng sáng chế của Hoa Kỳ đã được cấp cho một chiếc bẫy chuột kết hợp với một khẩu súng ngắn. Người thiết kế ra nó là James A. Williams, sống tại Texas. Chiếc bẫy có một cái khung gắn một khẩu súng ngắn hoặc súng lục ổ quay cùng một cái lò xo, đòn bẩy và cần để kích hoạt cò súng khi một vật tạo áp lực lên bàn đạp trước mõm, giết chết nó ngay lập tức. William nói rằng phát minh này sẽ giết bất kỳ người hoặc động vật nào, mở bất cứ loại cửa nào mà có gắn nó. Đồng thời khi được kích hoạt, tiếng súng nổ sẽ kiêm luôn báo động cho chủ nhà. Tất nhiên thiết kế này vẫn không thể nổi tiếng bằng bẫy chuột lò xo có từ bằng sáng chế năm 1894 của William C. Hooker, nhưng mà nó vẫn thu hút một sự quan tâm nhất định nhờ vào thiết kế độc đáo có 102. Vào năm 2015, Vox đã liệt kê thiết bị của Williams ở vị trí thứ 5 trong danh sách 7 nỗ lực kinh hoàng trong việc xây dựng một cái bẫy chuột tốt hơn. Nhưng vào năm 2012, Business Insider lại gọi nó là chiếc bẫy chuột tốt nhất từ trước đến nay. Còn nữa, vào ngày 10 tháng 5 năm 1973, một người đàn ông đeo mặt nạ đen đã bước vào Ngân hàng Thương mại Hoàng gia Canada ở Kenora. Hắn ta mang theo một khẩu súng trường, một khẩu súng lục và một quả bom tự chế gồm 6 que thuốc nổ. Ngoài ra, hắn còn gắn công tắc kích hoạt trong răng để có thể tự động kích nổ trong trường hợp hắn bị bắn hạ. Tên cướp yêu cầu các nhân viên ngân hàng phải bỏ đầy tiền vào chiếc túi đeo vai và 3 chiếc túi vải thô mà hắn mang theo. Tuy nhiên, khi mà hắn mang chiếc túi ra ngoài, một tay súng bắn tỉa của cảnh sát đã bắn vào quả bom, làm nó nổ bùm một cái. Hết chuyện. Không thực sự đấy, hết chuyện. Tên cướp bị nổ tung cho nên là chắc cũng không xác định được đấy là ai luôn. Và chỉ có một viên cảnh sát bị thương, cho nên là... Thế thôi, hết. Cuối cùng sẽ là vài phút để đọc cũng như phản hồi một số comment được chọn. Xin chúc mừng các bạn đã được lên TV nhá. Phách nho nhỏ, nếu như bạn ở Đan Mạch và bước tới tuổi 25 nhưng chưa lập gia đình, kể cả là bạn có người yêu nhưng chưa cưới, thì bạn sẽ bị treo lên một cây cột và bị gia đình hoặc những người được mời tới buổi tiệc ném bột quế vào người. Sau đó lặp lại, nếu 30 tuổi vẫn chưa lập gia đình thì sẽ đổi thành hạt tiêu. Từ 30 trở đi thì họ sẽ không ném nữa, vì lúc đó người ta đã chịu thua khả năng ế bền vững của bạn rồi. Đúng vậy, và nó có truyền thống vài trăm năm rồi cơ. Ngày xưa ở Đan Mạch thường có những người đi bán gia vị, và họ không bán ở ngoài chợ như ở Ấn Độ đâu. Họ sẽ di chuyển thường xuyên, đi đây đi đó, từ thị trấn này sang thị trấn khác. Và phải đi nhiều như vậy, cho nên hầu hết những người bán gia vị sẽ khó có thể tìm thấy bạn đời, vì họ có ở một chỗ đủ lâu để tìm hiểu kỹ đâu. Nếu như người đó không bao giờ kết hôn thì sẽ bị gọi là Piwasvens, tức là ông hạt tiêu, hoặc là Piwamu, tức là bà hạt tiêu. Việc ném quế và hạt tiêu lấy những người kết hôn muộn cũng không phải để xử phạt họ hay là gì đâu. Nó chỉ là một trò chơi khăm truyền thống khá là vui thôi, cũng gọi là để đánh dấu một mốc tuổi lớn ấy.
Chứ độ tuổi kết hôn trung bình của người Đan Mạch là 32 đến 34 tuổi mà. Fun fact, 4chan từng cố gửi Justin Bieber đến Triều Tiên. Năm 2010, Justin Bieber mở một cái vote xem anh ta nên đi lưu diễn ở đất nước nào. Sau đó, 4chan đã mở một chiến dịch đưa anh này làm tour đến Triều Tiên và kêu gọi được khoảng 235.000 vote dẫn đầu. Kết quả là Justin Bieber sủi kèo và không đi. Nó đúng một nửa. Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 3 tháng 5 năm 2010 trên trang Faso và lời kêu gọi vote thực ra là fanmade. Nó chỉ đơn giản là để cho Justin Bieber thấy fan ở đâu là nhiệt tình và đông đảo nhất ấy. Đâu ai biết rằng câu trả lời sẽ là những kẻ chơi khăm trên Internet. Vào ngày 29 tháng 6 thì bài post trên 4chan xuất hiện kêu gọi anh em tứ phương trục xuất Justin Bieber tới Triều Tiên. Chỉ trong một ngày, số người vote Triều Tiên đã lên đến 100.000. Đến mùng 7 tháng 7 thì hết hạn bầu chọn, Triều Tiên thắng cuộc với 659.448 phiếu bầu, chứ không chỉ là 235.000 đâu. Cơ mà sau đó đại diện của Bieber đã trả lời MTV News rằng cái cuộc thi bầu chọn này không chính thức, cho nên chắc chắn anh ca sĩ của chúng ta không thể biểu diễn trước mặt Kim Jong-il rồi. Fun fact, có một loài cá có tên là Blobfish được coi là một trong những loài cá xấu nhất thế giới. Tuy nhiên, khi chúng sống ở độ sâu khoảng 800m dưới đáy biển thì chúng có hình dạng khá bình thường và đáng yêu. Hình dạng xấu xí của chúng chỉ xuất hiện khi chúng bị kéo lên trên bề mặt nước biển. Đó, vậy nên hãy nhớ rằng bạn không xấu, bạn chỉ không sống ở đúng độ sâu thôi. Và đó là kết thúc của số bổ não ngày hôm nay. Nếu các bạn thích nội dung của chúng mình thì hãy nhớ like video và subscribe cho kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.